hơn ai. Thế gian tháng tư hương hoa hết, chùa núi hoa đào mới rộ hương. Buồn nỗi xuân đi không biết trốn, nào ngờ nó lại vào. Huynh đang đọc cái gì vậy hả? À, đây là thơ Đường. Sư phụ muốn huynh đọc nhiều lời thơ một chút để làm phong phú nội tâm của mình đó mà. Để thử huynh nghe nha. Huynh đọc lại bài thơ vừa rồi đi, bài Đại Lâm qua đào thi đó. Để huynh nhớ lại coi. Thế gian tháng tư hương hoa hết. Trời, đúng rồi. Chùa núi qua đào. Chùa núi qua đào. Chùa núi qua đào. Là chùa núi qua đào đó. Là chùa núi qua đào đó. Đó. Chùa núi qua đào mới rộ hương. Ơi, còn phần sau, huynh học suốt cả buổi sáng mà cũng không thuộc nữa. Thế gian tháng tư hương hoa hết, chùa núi qua đào mới rộ hương. Buồn nỗi xuân đi không biết trốn, nào ngờ nó lại vào trong đây. Sư huynh à, để đến đi nhắc nhở huynh đi quét chùa đó. Tường Hòa. Dạ, thưa sư phụ. Sao con không học theo Quan Hỷ đi? Con thấy em quét chùa mà lòng vui vẻ như vậy hay không? Con học thơ Đường từ sáng tới giờ mà vẫn chưa thuộc được nữa. Nhưng Quan Hỷ chỉ xem qua một lần thì đã thuộc rồi, thưa sư phụ. Quan Hỷ à? Dạ, thưa sư phụ. Thầy nghe nói con thuộc thơ Đường nhanh lắm, có phải vậy không? Con không biết tại sao nữa, con đọc qua một lần thì đã nhớ rồi. Ồ, vậy sư phụ sẽ thử xem các con có thuộc không, để xem ai hơn ai. Được, để thử xem bài Xuân Hiểu này coi sao. Sư phụ sẽ cho chúng con thời gian một nén nhang. Hả? Một nén nhang hả? Sư phụ à, không cần đến một nén nhang là con có thể đọc thuộc cho sư phụ nghe rồi. Được, không thành vấn đề, tính một nén nhang đi. Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu. Dạ lại phong vũ thinh, qua lạc tri đa thiểu. Xuân miên bất giác hiểu. Xuân miên bất giác hiểu. Con đọc trước cho thầy nghe thử coi. Dạ sư phụ. Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn điểu khiếu. Tiếp theo là con quên mất tiêu rồi. Được rồi, không sao. Quan Hỷ à, tới phiên con đó. Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đầy điểu, dạ lai phong vũ thinh, hoa lạc tri đa thiểu. Sư phụ à, con ngốc quá. Đừng có vội, sư phụ vẫn chưa thử xong mà. Quan Hỷ, con giải thích ý nghĩa bài thơ này cho sư phụ nghe xem nào. Bài thơ này có ý là nói là như vậy nè. Mùa xuân đi ngủ, ngủ đến nỗi không biết mình bao nhiêu tuổi nữa. Buổi sáng thức dậy, thấy chỗ nào cũng có người bưng lòng chim đi chơi. Buổi tối nghe thấy tiếng gió mưa thì mới biết qua rụng quá nhiều rồi. Không đúng, không đúng. Tường Hòa, con giải thích xem. Dạ, ý của bài thơ này nói đi ngủ giữa mùa xuân đến nỗi quên cả trời sáng, có tiếng gì làm mình thức dậy cả. Thì ra là tiếng chim kêu chích chích chích, chỗ nào cũng đều nghe thấy hết. Nhưng trước hết con nghĩ đến đêm qua vừa có tiếng gió, vừa có tiếng mưa. Thực ra không biết là có bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp đã bị gió thổi hư và mưa làm rụng. Đúng rồi, đúng rồi. Tường Hòa giải thích rất là hay. Thật vậy hả sư phụ? Sư phụ à, vừa rồi con nói càng thì con không biết ý nghĩa của bài thơ này là gì hết á. Đúng rồi, Quan Hỷ thuộc lòng rất giỏi, Tường Hòa thì giải thích hay. Các con đều có sở trường riêng. Quan Hỷ thì thông minh lanh lợi, Tường Hòa thì nỗ lực bền bỉ. Làm người không cần phải ai hơn ai, nhân vô thập toàn, ai cũng có sở trường. Biết giúp đỡ dìu dắt nhau mới khiến cho cả hai có sức mạnh. Chúng ta không cần phải so hơn với những hình tướng bên ngoài thế gian có. Chúng ta cần so với từ bi, đạo đức, với tâm lượng, với nhân duyên. Đây mới là điều đáng để chúng ta so hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
thương.